さて、この時間には日本の庶民料理、牛丼を勉強します。자이번시간에는일본의서민음식규동소고기덮밥을공부하겠습니다자 thời gian lần này chúng ta sẽ học món kyu tong thịt bò phủ cơm món ăn dân dã Nhật Bản 牛丼の旬な食材牛肉と玉ねぎはタンパク質だけではなくカルシウム、ビタミン C が豊富です。牛丼의주재료인소고기와양파는단백질뿐만아니라칼슘、ビタミン C が풍부합니다。nguyên liệu chủ yếu của kyu tong là thịt bò và trứng, không chỉ protein mà còn rất giàu canxi và vitamin C。牛丼はサラリーマンたちが特にお昼時間によく食べますが、牛丼은직장인들이특히점심시간에많이먹는데요。牛丼 được nhân viên văn phòng đặc biệt ăn nhiều vào bữa trưa。日本の庶民たちは牛丼の値段のアップダウンで物価を体感するそうです。일본의서민들은牛丼가격이오르고내림으로물가를체감한다고합니다。người dân Nhật Bản nói rằng có thể dự cảm vật giá bằng sự tăng giảm giá kyu tong。日本で有名な牛丼専門店は3つブランドがあります。松屋、すき家、吉野家。日本에서유명한牛丼전문점은세개브랜드가있어요。松屋、すき家、吉野家。ABC 순。ở Nhật Bản có 3 loại thương hiệu chuyên kyu tong nổi tiếng Matsuya, Sukiya, Yoshinoya. 特に3カ所専門店の味噌汁の味が微妙に違って本当に美味しいです。특히세개전문점된장국의맛이미묘하게틀리면서정말정말맛있답니다。đặc biệt, hương vị canh tương của ba loại này vừa khác nhau một chút nhưng rất rất ngon。1、まず黄金だしを 200cc 入れます。説明、日本式、韓国式、若干違います。1. 먼저카츠오부시국물만들기물 200cc 에카츠오부시한줌을넣고끓입니다 1. trước tiên làm nước dùng ca chi ô bu si cho một chút ca chi ô bu si vào 200cc nước và đun sôi2. 黄金だしは鰹節から作れますよね。2. 鰹節건더기를채로건져낸후鰹節국물로牛丼국물을만듭니다。 2. sau khi gạn phần cái鰹節 bằng lưới, làm nước dùng kyu tong bằng nước鰹節。 3. 牛丼スープを作る。薄口醤油大さじ4スプーン、砂糖大さじ2スプーン。3. 牛丼국물만들기맛간장약한맛4스푼설탕2스푼
3. Làm nước dùng gyu tông. Nước tương, vị nhạt 4 muỗng, đường 2 muỗng. 미린 5사지 3스푼, 링고 주스 5사지 3스푼. 맛술 3스푼, 사과 주스 3스푼, 선호시에. Rượu Osake 3 muỗng, nước táo 3 thìa, tùy sở thích. 少しずつ, おろししょうが, お塩, 白ペーパー, 味の素. 조금씩, 다진 생강, 소금, 흰 후추, 미원. Từng chút một, gừng giã, muối, tiêu trắng, mì chính, tùy theo sở thích. 4. 鍋に切った玉ねぎと肉を入れて沸かします。 肉は柔らかい肉。 4. 냄비에 자른 양파와 고기를 넣고 끓입니다. 고기는 연한 고기, 차돌박이 같은. 4. Hành tây thái lát và thịt cho vào nồi rồi đun sôi. Loại thịt mềm như là thịt ức bò. 5. 水がある程度蒸発するまで沸かします。 5分程度. 5. 물이 어느 정도 증발할 때까지 끓입니다. 5분 정도. 5. Đun nước sôi đến khi bốc hơi mức độ nào đó. Khoảng 5 phút. Sa, mô can xê. Chà, y dê, hoàn xong. Chà, bây giờ hoàn thành rồi. 6. Tsukutta ryô ri o shakushi de gohan no ue ni noseru to oishii gyudon ga can xê. 6. 만든 요리를 국자로 밥 위에 올리면 맛있는 규동이 완성. 6. Dùng thìa canh cho món ăn đã nấu lên cơm là hoàn thành món gyudon ngon lành rồi. 고고데 쿠르치프 오이시 코츠. 여기서 꿀팁. Đây là tip. 牛丼の上に生生姜七味を乗せて肉は生卵につけて食べるともっとグッド. 牛丼 위에 생강, 시치미 조미료를 얹고 고기는 날달걀에 찍어 먹으면 더욱 굿. Gừng, 7 loại gia vị đặt lên trên 牛丼 và thịt chấm với trứng sống rồi ăn thì càng ngon hơn. 値段も 200 円から 300 円程度で安い方なので、日本に行けばぜひ美味しい牛丼を食べてみてね。가격도 200엔 에서 300엔 정도로 싼 편이니 일본에 가면 꼭 맛있는 규동을 먹어보세요. Giá rẻ rơi vào khoảng 200 đến 300 yên. Nếu đến Nhật Bản, nhất định thử ăn món gyudon ngon lành này nhé. 分かりやすく料理で勉強する韓国語、ベトナム語、日本語 매드 쿨. 알기 쉽게 음식으로 공부하는 한국어, 베트남어, 일본어. 매드 쿨. 매드 쿨. học tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Nhật dễ dàng qua các món ăn. 皆さんのご視聴ありがとうございました。여러분들의시청에감사드립니다. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
次の時間には韓国の大衆料理キムチ鍋を勉強します。辛い。다음시간에는한국의대중음식김치찌개를공부하겠습니다맵다 Buổi sau, chúng ta cùng học món ăn dân dã của Hàn Quốc, canh kim chi, cay. 皆さん、バイバイ。チャンネル登録ね。高く評価ね。여러분、バイバイ。구독 부탁해요. 좋아요 부탁해요. Các bạn ơi, bye bye. Đăng ký nhé. Thích nhé.